Hello mọi người, mình đang ở tiệm Seven Eleven, tiệm tạp hóa của Mỹ. Đây tiệm tạp hóa của Mỹ nha. Còn hơi ho, bệnh. Đúng đây, nước uống nè, kiếm gì uống ta. Cà phê đi, cà phê đi, Starbucks đi. Cà phê của này là cà phê của nó, cà phê của 7-Eleven. Này cà phê của Starbucks. Này là sữa, ở dưới là sữa, sữa với cam, đến nước ép trái cây nó, trà. Trà các loại, với nước táo, nước ép gì đó. Đây là nước ngọt, sữa đá. Đây là uống cái gì? Đây là gọi là energy, là nước tăng lực. Việt Nam cũng có nước tăng lực nè, nhưng mà bỏ hút rồi, bỏ cụm để mua, bỏ cụm thôi, bỏ cụm nó nặng lắm. Có kiểu có lỗ mũi nó cũng không muốn nó tăng lực đâu, uống cái khác. Cái gì bây giờ? Thank you.
broccoli, súp bông cải với cà rốt, bông cải và cà rốt. Bánh mì ăn món gì ăn cà ri chấm bánh mì chấm cà ri. Nhạc ở đây nó lớn, không biết con nghe được giọng mình.